Thưa quý vị, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao hỗ trợ phát triển kinh tế, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đều đặn mỗi tháng một lần, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Hòa Thọ Đông tổ chức sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo người cao tuổi tại địa phương tham gia. Bên cạnh các hoạt động chính như chăm sóc sức khỏe, nâng cao kiến thức cho người cao tuổi, hỗ trợ vay vốn để làm kinh tế tăng thu nhập, câu lạc bộ còn thành lập đội dưỡng sinh văn nghệ và luyện tập đều đặn hàng ngày nhằm giúp nâng cao thể chất tinh thần, tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi. Từ khi tham gia câu lạc bộ thì mình cảm thấy là sức khỏe của mình là nó vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Nói chung là cơ thể mình đã tiêu trừ rất chi là nhiều bệnh tật. Đối với người cao tuổi thì câu lạc bộ này là tạo nên một sức mạnh đoàn kết rất chi là vững vàng. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc luôn là điểm nhấn trong mỗi buổi sinh hoạt. Từng bài hát đều được các cô, các bác chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, đạo cụ. Bằng niềm đam mê, những ca sĩ diễn viên không chuyên của đội văn nghệ người cao tuổi phường Hòa Thọ Đông luôn nỗ lực hết mình vượt qua tuổi tác và sức khỏe, đem lại món quà tinh thần đặc biệt cho người cao tuổi tại địa phương. Tôi thấy người già họ đi ra, họ tinh thần thoải mái, họ tham gia ca hát, múa. Nói chung là về tinh thần là họ rất phấn khởi. Ngoài ra, câu lạc bộ còn là mái nhà chung của hội viên người cao tuổi về mọi mặt, thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên các hộ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn các mô hình kinh doanh phù hợp với sức khỏe người cao tuổi. Cái việc mà vay vốn để tăng thu nhập này, thứ nhất là tăng thêm cái khả năng thu nhập nhỏ của từng thành viên câu lạc bộ lớn tuổi, không có cái thu nhập nào khác. Thứ hai là để động viên về cái tinh thần để cho các cụ cố gắng trong cuộc sống, sống lâu, sống khỏe, sống bền với các con, các cháu, giúp ích cho xã hội. Bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ đem lại cho người cao tuổi sức khỏe mà còn làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các hội viên, từ đó phát huy vai trò tích cực của người cao tuổi trong việc tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương.